Và hiện tại thì nhà em vẫn sẵn hàng những cái dòng dây leo tử đằng nhá. Đây giới thiệu các bác đó là những cái dây leo tử đằng hoa tím. Thực sự là cái hàng này nó khỏe đến nỗi là các bác nhìn này, nhà em chỉ để thôi mà nó ngồng nó đã dài rồi đây này. Cái này gửi đi cho các bác là cũng hơi khó, đóng gói hơi khó ấy, nhưng mà hàng này nó khỏe đến nỗi nó sắp leo, nó leo dây nó rất là dài rồi. Và tử đằng thì em vẫn có hai loại cuộn nhé. Cái cuộn 300 nghìn là loại to, còn cái loại cuộn nhỏ hơn là 250. Nói chung là cuộn tròn to thì là 300 nghìn. Đấy. Hàng này hoa rất là đẹp, hoa màu tím thủy chung, và dòng này nổi tiếng, quá nổi tiếng ở bên Nhật rồi, bên Nhật Bản rồi. À, sang bên đây thì em có những cái gốc nho Mỹ. Đấy, nho Mỹ cũng thế, nó cũng là dòng dây leo. Và hôm vừa rồi thì em lấy cái mầm nó hơi nhú thôi, còn lô đợt này thì nhà vườn người ta tặng chăm một chút nữa thì nho Mỹ nó đã lên cái ngồng nó khá là cao. Tuy nhiên thì em vẫn gửi ship chậm cho các bác được, bởi vì dòng này nó cũng dễ sống á. Những cái gốc nho Mỹ như vậy em bán với giá là 110.000 đồng một gốc nhá. Mình lấy số lượng từ 3 gốc thì sẽ giảm cho bác còn 100.000. Tiếp theo bên đây là những cây cherry. Cherry hàng cây giống này, cherry em bán là 70.000 đồng một gốc. Cây này thì nó chỉ rơi tầm khoảng 30 đến 35 40 cent thôi, cherry. Và tiếp theo đây là những cái cây kiwi. Đây là kiwi vàng, quả màu vàng rất là mọng nước. Đây là những cái quả kiwi vàng này, rất là quả rất là ngon và ngọt. Loại này em bán là 100.000 đồng một cây kiwi. Và tiếp theo thì em giới thiệu sang cái dòng hồ điệp. Hồ điệp thì em có cái dòng hồ điệp lá biên. Đó, cái mặt hàng mà tối hôm qua mới về. Và đây là dòng lá biên kẻ phát tài, là cái dòng mà thu hút tài lộc cho chủ sở hữu của nó. Và hồ điệp thì nở hoa rất là bền hoa nhé các bác nhé. Hoa hồ điệp nở bền và rất là lâu tàn. Hồ điệp lá biên này thì em bán với giá là 85.000 đồng một bầu thôi. Còn các bác mua từ 3 bầu thì sẽ giảm các bác còn 80.000. Cái này thì giá thành bây giờ, giá thành nó rẻ hơn cái thời điểm mà khi nó mới xuất hiện cái dòng hồ điệp biên á. Em nhớ đâu đó thì cái tiền hiện tại mà bán ra thì chỉ bằng cái giá nhập vào của ngày xưa thôi. Đó. Nên là các bác có thể là sưu tầm một cái chậu hồ điệp lá biên phát tài này, để trên bàn làm việc cũng như là bàn uống nước, rất là đẹp để trưng bày. Đó. Còn tiếp theo thì em có những cái chậu hồ điệp, đây là những cái chậu cốc 2.5 nhiều màu, nhưng mà bây giờ chắc chỉ còn tầm 4 màu thôi, màu trắng này, màu vàng này, màu vàng thì hết rồi, màu trắng, màu hồng, màu cam và màu chớp. Đó, trắng, hồng, cam, chớp. Chỉ có 4 màu như vậy thôi. Màu vàng thì em hiện tại hết hàng nhá. Đấy, hồ điệp này thì em bán 50.000 đồng một cốc. Cứ lấy đủ 5 cốc thì em sẽ giảm cho các bác còn 240 là được một bộ 5 cốc hồ điệp đại. Đây là hồ điệp đại, cây tơ. Tiếp theo thì đó là chính là những cái chậu thanh đạm Indo. Thanh đạm Indo em bán là 150 một bầu. Dendro nắng thanh lý này, 50.000 đồng một bầu. Bình thường những dòng dendro nắng này đều đa phần là từ 100 đến từ 80.000. Thông thường là 80.000 một cốc đấy ạ. Còn ít em bán thanh lý luôn. Còn đây là những cái giò giả hạc Hawaii, còn duy nhất hai giò này. 230 một giò, lấy hết cả hai giò thì là 450. Phía trong kia là những cái bảng phi điệp tím, bảng của Thái. Hàng này phi điệp mặt hoa cánh viền rất là đẹp. Em bán là 170 một bảng, lấy từ hai bảng là 150 nhé. Còn tiếp theo thì em gửi còn một vài cây phi điệp giống. Loại này hiện tại thì em có cái dòng Di Linh, Lai Châu Như, phi điệp mắt đỏ, phi điệp Hòa Bình, với cả đấy, còn ba cái loại đấy thôi. Và em bán với giá là 30.000 đồng một cốc. Hàng cây giống này bình thường là 35, tuy nhiên thì còn vài chậu cuối ấy, thì em bán giảm giá luôn là 30.000. Và các bác mua 10 thì vẫn được tặng một nhé. Tiếp theo là những cái cây Korat Koki. Đây là dòng lai giữa cửu bỏ tiên và dòng hoàng nhạn đấy ạ, những cây Korat Koki. Giá này bình thường thị trường người ta đang bán ra với giá là 130 đến 150 một cây. Hàng này nhà em bán với giá là 90.000 thôi. Giá này là nhà em bán giảm giá tri ân và bán giảm giá cho các bác nhá. Đấy, số lượng để các bác đặt hàng thì vẫn còn rất là nhiều để Korat Koki. Em còn duy nhất còn cái chậu Di Linh Xuân Lai Trầm Đồng Đỏ này. Hôm vừa rồi nó ra hoa xong nó còn mọc ki này. Chậu này bình thường 350 này, ra hoa rồi em bán với giá 300, về cho các bác làm giống này, có duy nhất một giò thôi. Mặt hàng tiếp theo đó chính là dòng Dendro Úc Mini. Đó, Dendro Úc, đây là mặt bông chớp viền rất là đẹp. Đây là những bụi Dendro Úc và đang đẻ nhánh rất là khỏe này. Cái này về các bác có thể tách ra làm 2-3 chậu vì nó đẻ nhánh rất là nhanh. Cái này ra hoa rất là đẹp và rất là siêng bông nhá. Các bác đặt một chậu em bán là 100.000, còn nếu mà lấy từ hai chậu thì sẽ giảm giá còn 90.000 một chậu thôi. Sang bên đây thì em có những chậu phi điệp thân thủ này.
Phi điệp thân thủ, lại thân nù mập này. Hàng này em bán là 320.000 đồng một chậu. Nếu lấy từ 2 chậu sẽ tính với giá là 300.000 đồng một chậu. 5 cánh trắng họng hồng. 5 cánh trắng họng hồng 200.000 đồng một chậu. 200.000 đồng một chậu. Đấy, mặt hoa thì như hình này. Đó. Nó vừa qua hoa rồi, chủ yếu bây giờ các bác làm giống thôi. Bởi vì thông thường những cái dòng này em bán là 250 đấy ạ. Đang giảm giá các bác. Em còn duy nhất một cây cửu bảo tiên. Cửu bảo tiên em bán 200.000 đồng một cây. Bản lá dày dặn và rất là đẹp. Đây, cô Rat Koki đây. Còn duy nhất một bầu đó chính là vũ nữ cá mập này. Bình thường bán 130 này. Bây giờ cái mầm này về các bác tách ra. Tại vì nó bị đổ này. Nó bị đổ, nó không có phần đứng này. 3 mầm. Đấy, chậu này em bán là 90.000. Còn duy nhất một chậu vũ nữ cá mập. Hoa màu tím rất là đẹp. 90.000 nhá. Qua mùa hoa rồi. Đẹp thanh đạm Indo nhà em về số lượng rất là nhiều. Thoải mái các bác đặt hàng. Và tiếp theo thì em vẫn có những chậu đai châu. Đây là đai châu này em bán là 200.000 đồng một chậu này, loại to này, 200.000 chậu, lấy từ 2 chậu tính giá 180. Còn tiếp theo có những cây đai châu mít, đai châu mít này cũng thế này. Đấy, những đai châu mít này có giá từ 150 đến 178. Đây là hàng của Thái Lan nhá, hàng của Thái. Và em vẫn có còn một số chậu giả hàng Campuchia, 220 đến 250 một giỏ. Đó, đây, những chậu phi điệp mà người ta ươm từ ki này, đấy. Đang lên mầm lên chồi này, 250. Còn những chậu ngắn hơn là 220 hoặc là 230. Em còn vài giò kiều Thái này. Kiều Thái, kiều này em bán là 200.000 đồng một giò. Lấy từ 2 giò tính giá 190.000. Đó, kiều Thái. Cát lay da. Cát lay da, đây là cát lay da bông đại nhá. Đấy, nhà em thì hiện tại thì còn có màu cát pink này. Đây là cát pink, cát hồng phấn. Cát vàng, cát hồng phấn và cát cắt gì nhỉ? Pink, cắt hồng phấn và cắt đỏ nhé các nhá. Còn ba loại như vậy và những cái bầu cắt mà bông đại như vậy là rất là nhiều tép, em bán là 190 một chậu. Lấy từ 3 chậu tính giá 180 ạ. Lấy từ 3 chậu tính giá 180.000. Và đây là những cái dòng cửu bảo tiên lavanda. Hàng này thì nhà em nói thật là vừa rồi về số lượng quá là nhiều, bởi vì cái sự thu hút của khách hàng về cái dòng này rất là cao. Và cửu bảo tiên lavanda nó được lai tạo từ cái mặt bông mẹ của dòng cửu bảo tiên và dòng vanda. Nên là những cái ưu điểm của hai dòng này nó đều thừa hưởng được hết. Ví dụ như là vanda thì bông của nó bông to và ra hoa quanh năm. Còn riêng cái dòng cửu bảo tiên thì hoa rất là thơm, vòi hoa dài nữa. Đây là những đặc điểm rất là nổi trội của vùng dòng cửu bảo tiên lavanda này. Em bán với giá là 190.000 đồng một cây. Còn các bác lấy số lượng từ 2 cây sẽ giảm cho các bác còn 180.000. Hàng này vừa rồi Tết em cũng đã bán. Trước Tết trong năm rồi em đã bán rồi ấy. Tuy nhiên thì cái hàng này em nhập lúc đấy thì giá thành nó cao, bán ra toàn phải 230 đấy ạ. Còn bây giờ thì giá thành rất là rẻ rồi. Đây là cái mặt hoa của dòng cửu bảo tiên này các bác này. Đây cái mặt hoa của nó đây. Đó, rất là đẹp nha các bác nhá. Rất là dài. Đây cái vòi hoa rất là dài này, các bác nhìn này. Ảnh thực tế nhá, ảnh thực tế từ nhà vườn. Rất là đẹp. Đó. Số lượng thì thoải mái các bác nhé. Một số cây còn đang có nụ rồi, các bác về được chơi hoa luôn. Ngoài ra thì em vẫn có một số cái giò cáo, mức giá dao động từ 280 đến 350 một giò. Đấy, hàng này thì hàng cáo, hàng thuần rồi, hàng của Cao Bằng nhá nhá. Hôm trước thì còn duy nhất một giò Dendro Úc thì bán rồi. Hôm nay thì tự nhiên em lại để ý là vẫn còn một cái giò nữa. Đây, giò này em bán 300.000 này. Bình thường là 330 đến 350 một giò đấy ạ. Dendro Úc mắt đen. Đấy, dòng này hoa của nó rất là siêng bông. Rất là nhiều thân tơ luôn. Cái này Tết các bác sẽ được cưới một cái giò hoa rất là đẹp rồi. Dendro Úc mắt đen. Và tiếp theo thì em sẽ chuyển sang mặt hàng kilogram nhé. Còn những cái giò sơn thủy tiên này. Đấy, những giò sơn thủy tiên mà khủng mà đẹp như này thì em sẽ dành để đến cuối clip. Để các bác có thể là theo dõi một mạch luôn. Đó, rất là đẹp luôn này. Các bác nhìn này. Hoa đẹp lắm. Mà cái này thực sự là nhà vườn người ta thuần quá là lâu rồi ấy. Quá là lâu đến nỗi mà hoa, vòi hoa nó dài như thế này cơ mà. Mặt hàng đầu tiên xin giới thiệu các bác đó chính là cái dòng nhất điểm hoàng, hàng mới cập bến nhá. Và hàng thực sự là cái dòng nhất điểm hoàng này hoa rất là bền hoa. Đấy, cây nó rất là đẹp. Và lô hôm nay như vậy là đẹp rồi. Đây, nó nở thành chùm ở phía chóp ngọn này. Nhất điểm hoàng em xin phép bán với giá là 120.000 đồng một cân ạ. Hàng rất là bền nhá. Đây, em có nguyên một cái rễ nhất điểm hoàng này này. Đó. Bác nào lấy cái rễ này em tính là 120.000 cái rễ nhất điểm hoàng này, nguyên một rễ luôn.
Tiếp theo, hôm nay vừa bổ sung thêm một lô hoàng thảo trúc đen. Và thực sự là thời điểm này là cái thời điểm mà trúc đen đang có ngầm, đang chuẩn bị sưng những cái mắt nụ này, đang chuẩn bị sưng những mắt nụ nên là được các bác khá là quan tâm. Trúc đen nhưng mà hoa của nó lại là màu vàng tươi, màu vàng chanh, rất là đẹp. Và loại này thì hoa rất là thơm, riêng dòng này hoa thơm khỏi bàn luôn. Các bác miền Nam cũng rất là chuộng. Trúc đen thì em bán theo giá hàng kg là 220.000 đồng một cân trúc đen nhé. Và sắp tới cái thời gian ngắn nữa thôi là các bác sẽ được thưởng thức hoa từ những cái nụ này, những cái nụ của hoa trúc đen này. 220.000 đồng một cân ạ. Em còn đâu đó tầm khoảng 2 cân đai châu rừng bóc trụ. Nói chung là em cũng đã lựa một số lần rồi. Nhưng mà hàng bây giờ thì không phải là xấu đấy nhá. Hàng không phải xấu quá đâu. Đấy, hàng vẫn rất là đẹp. Loại này em bán 600.000 một cân. Bình thường là 630. Bây giờ còn ít em bán 600. Đó. Cây vẫn rất là đẹp luôn. Mặt hàng tiếp theo nữa, em có đó chính là cái dòng hoàng thảo Henry. Hoàng thảo Henry, mặt hoa cũng là màu vàng chanh rất là đẹp. Loại này em bán 250.000 đồng một cân, hàng sưu tầm ạ. Hôm nay em về có một chút cái hoàng thảo trúc mành thôi. Hàng này hàng kg, em bán 250 một cân. Còn có một loại trúc mành nữa em bán theo hàng nguyên bản thì em sẽ giới thiệu cuối clip nhé. Hôm nay thì em có ba cái bó hoàng thảo sừng này, hàng để các bác trồng để làm giống này. Đó, hàng này ít khi có này, mỗi bó này em bán là 50.000, có ba bó hoàng thảo sừng thôi. Em có một cái dề đó chính là hoàng thảo thập hoa. Cái dề này tại sao các bác thấy xuất hiện những cái lá vàng này, đây là những cái thân tơ của nó này. Đó đang thắt gọn xuống lá, sắp tới là tôi chơi hoa này. Đấy, dề này những cái lá vàng là những cái thân tơ của nó đấy. Dề này em bán 220 nhé, có dề một dề thập hoa duy nhất. Tiếp theo đó chính là hoàng thảo xoắn ạ. Hoàng thảo xoắn, mặt hoa cánh xoắn rất là đẹp đấy ạ. Cánh xoắn đây đó. Loại này em bán là 330.000 đồng một cân hoàng thảo xoắn. Và tiếp theo nữa xin giới thiệu các bác đến cái dòng ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu, những cái thân của nó vàng ươm rất là đẹp. Loại này thì đang lên mầm gốc nữa này. Ngọc thạch ba màu em bán là 200.000 đồng một cân. 200.000 đồng một cân. Em giới thiệu luôn cái mặt hoa của dòng ngọc thạch nhé. Dạ, đây là những hình ảnh của dòng ngọc thạch ba màu này, hoa của nó này. Rất là đẹp và rất là siêng bông luôn. Đó, ngọc thạch ba màu 200.000 đồng một cân. Hoàng thảo thập hoa, 130.000 đồng một cân, 150.000 đồng một cân hoàng thảo thập hoa. Đó, hàng cũng đang xuống lá, sắp tới nó sẽ được chơi hoa. Và hôm nay thì vừa về thêm một lô kiếm hồng hoàng nữa. Và kiếm hồng hoàng này, giá thể của nó trồng thì rất là đơn giản thôi. Mình cũng trồng vỏ thơm trộn với sơ dừa, vụn. Và cái loại này thì hoa của nó cũng khá là đẹp và giá thành rất là rẻ. Kiếm hồng hoàng, em bán với giá là 140.000 đồng một cân kiếm hồng hoàng nhé. Mặt hoa của kiếm hồng hoàng thì một số bác có thể là chưa biết đến thì em sẽ giới thiệu luôn. Đây là cái dòng mặt hoa của kiếm hồng hoàng này. Đó, đây. Kiếm rất là đẹp, 140.000 đồng một cân ạ. Tiếp theo thì đến cái dòng hương vani. Hương vani thì bây giờ nó cũng đang xuống lá này. Đây một số thân thì nó xuống lá hết rồi. Hương vani em bán là 250.000 đồng một cân. Hôm nay về có tầm 2 cân ạ. Và tiếp theo hôm nay thì vừa cập bến một lô đó chính là dáng hương trồn tím. Phải nói là lâu lắm rồi nhà em mới có một cái mặt hàng này. Và trồn tím này hay người ta vẫn thường gọi là cáo đỏ ấy. Cái thân của nó màu tím ngắt này. Vòi hoa rất là đẹp và hoa thơm. Trồn tím em bán 250.000 đồng một cân trồn tím nhá. Đã, trồn tím, cây nó vừa thôi ạ. Cây nó vừa vừa. Đây cây nó vừa. 250.000 đồng một cân. Mặt hàng tiếp theo nữa xin giới thiệu các bác đó chính là cái dòng kiếm xích ngọc. Xích ngọc thì thân của nó thân lá của nó khá là dài và dòng này thì cũng rất là dễ trồng, dễ chăm. Kiếm xích ngọc thì hoa của nó màu sữa, rất là đẹp. Đã, sau đây thì em giới thiệu cái mặt hoa kiếm xích ngọc nhé. Mặt hoa này thì nhà khách đã từng trồng và nở ra hoa đây. Hoa sữa rất là đẹp. Loại kiếm xích ngọc này thì 160.000 đồng một cân ạ. Còn tiếp theo đây đó chính là kiếm bạch ngọc đuôi công. Bạch ngọc đuôi công em bán với giá là 290.000 đồng một cân. Bạch ngọc đuôi công nó từng khóm này, có những khóm nhỏ hơn. Đấy, nó từng khóm nhỏ nhỏ như vậy này. Bạch ngọc đuôi công. Đết cái loại này giá thành nó rất là cao, nó còn rơi tầm khoảng 350 đến 400.000 ạ. Hoa đẹp. Kiếm Quảng Nam. Kiếm Quảng Nam thì em chỉ còn duy nhất một cái dề to này thôi. Ôi dồi ôi, đẹp thật đấy. Đây, còn duy nhất một cái dề to này. Bán theo giá hàng kg luôn nhá, 200.000 đồng một cân kiếm Quảng Nam. Cái dề bé này có khách chốt rồi, có khách chốt lấy một cái dề này. Dề này có khách chốt và hết hàng rồi, kiếm Quảng Nam thì em hết hàng rồi. Em hôm nay thì về thêm một lô đó chính là ý thảo ba màu này. Ý thảo ba
Ủa lẫn cây trồn tím. Đây ý thảo ba màu đang có mùa hoa của nó này các bác nhìn, ra hoa tung tóe hết luôn. Đây mặt hoa của nó luôn đây. Đó, dòng ý thảo ba màu. Ở loại này thì bây giờ các bác về các bác chăm mầm gốc nhá nhá. Đây đang bật mầm gốc ạ. Ý thảo ba màu em bán là 220.000 đồng một cân. Ý thảo ba màu, hàng đẹp. Nói chung là bây giờ thì không thể đòi hỏi thân tơ nữa rồi, chủ yếu về các bác chăm mầm gốc thôi. Hoa đẹp chưa ạ? Rất là siêng bông nhá. Riêng cái dòng ý thảo rất là siêng bông. Tiếp theo em giới thiệu sang một cái dòng địa lan, đó chính là dòng địa lan Caran. Kiếm địa lan Caran này em bán là 150 một cân, 150 một cân. Và tiếp theo nữa đó chính là hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo u lồi đang lên những cái mầm gốc này, ngày mai sẽ về một lô hàng mới số lượng nhiều nữa. Mình cứ lên đơn đặt hàng đi. Hàng nhà em thì về liên tục các bác nhé. U lồi em bán 250 một cân. Đấy, có cả cái dòng cây ngắn ngắn này. Đấy, mầm đang lên rất là nhiều. Đây có cả dòng cây ngắn này. Đó, hàng ngắn ngắn được nhiều mầm. Còn các bác có thể lấy cái hàng dài thì nó ít mầm hơn. Còn bây giờ nó cũng qua mùa hoa rồi. Hôm nay thì vừa về một lô, đó chính là long tu đá hoa tím này. Long tu đá hoa tím. Bây giờ thì các bác về các bác chăm những cái mầm gốc nhà mới nhất thôi nhá. Đó, long tu đá hoa tím em bán là 220.000 đồng một cân. Tiếp theo thì giới thiệu sang cái dòng kiều tím miền Trung. Hàng hôm qua thì về vô kể luôn. Và hôm nay thì sự với các bác là em chỉ còn cái loại hàng thân dài thôi. Nhưng mà nói thật sự là kể cả hàng thân vừa hay thân dài thì nó cũng độ đẹp nó cũng như nhau thôi. Hàng thân dài thì thân của nó nhiều mắt nụ hơn. Trong một cái thân này rất là nhiều mắt nụ. Đẹp hàng thì bây giờ một số nụ nó phát triển khá là rõ rệt rồi. Một số nụ thì nó đã nhu nhú. Và chắc chắn là sắp tới đây mình có một cái giò kiều tím quá là tuyệt vời rồi. Kiều tím miền Trung hàng thân dài này em cũng bán với giá là 330 nhé. Còn nếu mà lấy từ 3 cân thì sẽ giảm cho các bác còn 320.000. Kiều tím bây giờ giá thành gần Tết, gần khi mà nó có nụ ấy, giá thành đáng ra là nó cao hơn nhiều ấy. Bởi vì em nhập theo lô nên giá thành nó hạ nhiệt hơn. Đây là dòng kiều tím miền Trung. Và ngày mai hình như là về sẽ về thêm, à ngày kia cũng sẽ về thêm kiều tím nữa. Mình cứ lên đơn đặt hàng nhé. Hàng nói chung là hàng vẫn rất là đẹp. Đây ạ, em còn một chút cái lô hoàng tua đùi gà dẹt này. Hàng này thì em đang bán thanh lý và giá xả luôn này. Đây, thực sự với các bác là hàng càng khô, cây mọc bật mầm càng nhanh. Đây ạ, những cái mầm gốc của nó đang bật lên này các bác này. Đó, đây những mầm gốc này nhiều lắm, bật mốc mầm gốc tua tủa lên. Những cái dòng này thì thông thường nó là 200.000 một cân ấy, nhưng mà vừa rồi thì nó qua mùa hoa và nó đang xuống lá này. Các bác mua về được rất là dôi cân. Đặc biệt các bác nhà vườn ấy, mình mua được những cái hàng này về thì thoải mái các bác vào vườn tha hồ luôn. Em bán với giá là 150 một cân, còn nếu mà lấy số lượng từ 3 cân sẽ còn là 130.000. Giá này em bán giá giảm giá rất là siêu giảm rồi đấy ạ. Còn bên kia đó chính là cái dòng hoàng thảo kim thoa. Kim thoa em bán với giá là 130.000 đồng một cân. Hoàng thảo kim thoa nhất điểm hồng, nhất điểm hồng hoa màu trắng tinh và họng màu hồng em bán là 130.000 đồng một cân nhất điểm hồng. Tiếp theo là dòng hoàng thảo đùi gà tròn, loại này em bán 220 và ngày mai vẫn sẽ về thêm tiếp nhé các nhá, 220 một cân. Đây em còn ít cái hàng kiều tím thanh lý này, hàng này em bán 250 một cân. Hàng thì nói chung là cây nó nhỏ và nó ít lá và chủ yếu là cái hàng này để làm giống thôi, 250 một cân. Em có một cái rễ hoàng thảo xoắn này, vừa rồi nó nở hoa rất là nhiều luôn. Đó. Đây, cái rễ hoàng thảo xoắn này. Đó, rễ này em bán 250 cái rễ hoàng thảo xoắn này nhá. Có một rễ duy nhất, rễ nhỏ, tí có một vài rễ to thì em sẽ quay sau. Và tiếp theo thì sau bao nhiêu sự chờ đợi thì hôm nay thì nhà em đã cập bến thêm một lô kim điệp thơm mới nữa về rồi. Và kim điệp thơm này ạ, cái màu hoa của nó là màu vàng, cánh sáp đấy, cánh bóng mượt luôn. Đây cái bông hoa của nó khi nó nở này. Đấy. Đó. Hoa rất là thơm nhé, riêng dòng này thì hoa thơm lắm các bác ạ. Hàng kim điệp thơm hôm nay về số lượng chỉ có gần chục cân thôi. Loại này thì em bán với giá là 220.000 đồng một cân nhé, 220.000 đồng một cân. Và bên đây thì em có cái dòng lô kim điệp xuân này. Hàng này em đang bán theo cái giá hàng làm giống thôi. Thực ra thì nó không phải xấu đâu, nhưng mà nó rụng hết lá rồi. Và kim điệp xuân này, trời ơi, nhìn này, cái mầm gốc nó đang lên nhiều lắm cơ. Thực sự là nếu mà khi mình trồng cây ấy, mình nhìn cái mầm gốc cũng như là nhìn cái rễ của nó lên thì mình rất là mê đúng không ạ? Những cái mầm gốc bây giờ thì cũng qua mùa hoa nên là không còn thân tơ nữa. Và em bán với giá là 120.000 đồng một cân. Giá này là giá cực kỳ là rẻ để các bác vào vườn rồi. Mà nếu các bác lấy từ 3 cân thì vẫn còn rẻ nữa, chỉ có 100.000 một cân nếu các bác lấy từ 3 cân ạ. Và tiếp theo thì em vẫn có những cái dòng hoàng thảo trúc ngọc. Đấy, trúc ngọc thì bây giờ số lượng không còn nhiều nhưng mà bảo đảm các bác là lô vừa rồi nó về nó rất là đẹp, mập đẹp và đang có nụ. Dân thì cắt tỉa sạch sẽ, gọn gàng.
Loại này em bán là 250.000 một cân, 250.000 đồng một cân. Và có một cái lô địa lan không tên hôm vừa rồi em bán ấy. Đấy, địa lan không tên. Loại này thì em bán với giá là 150.000 một cân nhá, địa lan không tên. Và hôm nay thì về bổ sung thêm một lô, đó chính là hoàng thảo lụa vàng. Nói đến cái dòng này thì hoa rất là thơm. Hoa thơm mà nở hoa vào thời điểm Tết. Bây giờ thì cũng qua cái mùa hoa của lụa vàng rồi. Em nhớ đâu đó khi mới vào bán lan ấy thì cái lụa vàng này nó rất là hiếm. Dân người ta khai thác tìm đâu cũng không thể nào có nhiều như vậy đâu. Và giá thành lúc đấy thì dao động toàn trên 300.000 một cân thôi. Đấy là thật sự là như thế. Còn bây giờ thì số lượng nó nhiều hơn, bởi vì người dân người ta đã tìm được những cái vùng người ta khai thác được cái dòng lụa vàng này rồi. Và đây là những cái hình ảnh của cái mặt hoa lụa vàng này. Hoa rất là đẹp và đặc biệt hơn là cái mùi hương của nó rất là quyến rũ ạ. Ở cái lụa vàng này thì em bán giá là 200.000 một cân thôi, 200.000 một cân. Còn một ít cái hoàng lạp để làm giống này, loại này thì vụn vụn một chút em bán 100.000 một cân, hàng làm giống nhá. Đây là cái kim điệp xuân. Còn đây là cái kim điệp xuân hàng mới về này. Thì khóm nó to và nó nhiều lá hơn thì loại này là 150.000. Dạ, có duy nhất một khóm hoàng thảo vạch đỏ này. Khóm này em bán 50.000. Đây hoàng thảo vạch đỏ, đấy duy nhất một khóm, duy nhất 50.000 cái khóm vạch đỏ nhá. Và hôm nay thì về có thêm một lô cẩm báo nữa. Cẩm báo cái mùa này thì dân người ta khai thác như vậy là rất là đẹp rồi. Và đặc biệt là đang có nụ hoa này. Đây cẩm báo đây. Ngày mai thì em sẽ dỡ ra khi đóng hàng cho các bác. Cẩm báo em bán 180 một cân. Còn đây là dáng hương tam bảo sắc vùng Điện Biên Tây Bắc này. Loại này em bán là 220.000 đồng một cân. Tam bảo sắc Điện Biên. Đó, hàng này thì lá dày dặn và cây lá tươi nó đẹp hơn. Hôm nay thì em có giao lưu các bác ba cái dề bạch ngọc đuôi công hàng khủng này. Nói chung là hàng dề và đang lên mầm chồi rất là nhiều. Đấy, bạch ngọc đuôi công. Em gọi đây là dề B1 này, em bán là 500.000 dề B1. Tiếp theo là dề B2. Đấy, một dề rất là khỏe luôn, 470.000 bạch ngọc đuôi công dề 2. Tiếp theo là dề B3. 400.000 một dề. Đấy, hàng dề này về nó khỏe khoắn các bác, về ghép lên chậu cũng rất là dễ dàng. Đây là em có một cái mớ hoàng thảo tam bảo sắc này. Cái mớ này em bán cho các bác về làm giống là 80.000 cái mớ này nhá. Đây là em còn một ít cái hàng lô quế tháng 8 này. Quế tháng 8. Loại này em bán là 550 một cân, còn một ít em bán 550. Hôm qua là 600.000. Em có một dề trúc mành khá là to. Đấy, một dề to với cả một khóm thập kim thoa nó đi cùng này, nguyên một dề rất là to này. Đấy, đây em cho các bác xem luôn. Một dề to trúc mành này em bán với giá là 350.000 cái dề trúc mành này nhá. Và tiếp theo thì em đi qua những hình trúc mành nguyên bản nhá. Hàng trúc mành nguyên bản thì hôm qua thì em hết rồi. Hôm nay thì em lên những video những hình mới. Đây ạ, những hình nguyên bản này thì có cái thì người ta đẽo được cả cục gỗ, có cái thì người ta chỉ bóc được một cái lớp, đây, đẽo được một phần thôi. Có cái thì người ta chỉ bóc được một lớp cây này, nhưng mà rễ đang bám rất là chắc vào rồi này. Hình này em gọi là M15, là hai khóm 150.000. Tiếp theo là M16. M16, cục gỗ này khá là nặng này, rất là nặng, chắc phải hơn cân đấy ạ. M16 em bán là 160.000 một khúc thôi. Tiếp theo là M17. Đây hai khúc nhỏ nhắn xinh xắn này, ngắn ngắn xinh xinh. Em bán với giá là 200.000 hai khúc M17. M18 cũng là hai khúc, nó dài hơn nhưng cái này thì cái gốc nó hơi lung lay một chút. Đấy, người dân đã buộc vào rồi. Đó, đây là M18 hai khúc này em bán là 200.000. M19 là một khúc nguyên một cục gỗ này. 180.000. M20 một khúc. Cái này hơi nặng một chút, 170.000. M21 là một khúc 140.000. Đây ạ, khúc này 140.000 này. Và sắp tới thì đến mùa hoa của trúc mành luôn. M22, đây M22 là một khúc 200.000. Đấy, 200.000, cái này là người ta bóc từ một miếng gỗ nhá, 200.000 nên nó nhẹ. M22, M23, hai khúc này gộp vào với nhau. Đây cái này nó hơi lung, người dân phải buộc vào này. 200.000 hai khúc. Đây là M22. M23. Ở đây là M24. Đây là M23, xin lỗi các bác, 23 là 200 hai khúc. M24 là một hình 120.000. Đấy khúc này thì nó đây có một cái miếng nhỏ này và một cây đùi gà 120.000 M24. Đây em có hai cái rễ hoàng thảo xoắn này. Đây em gọi là S7 này.
F7 là một rễ to lắm. Rễ này rất là to và cũng khá là nhiều thân lá thân tơ này. Rễ em bán là 1,3 triệu. Còn rễ này thì to hơn. Rễ này thì là 1,6 triệu, rất là nặng. Hai cái rễ treo lơ lửng này. Hôm nay thì em có 4 bụi kiếm Thái. Đây là dòng kiếm vàng họng đỏ. Cái hàng này có mặt hoa rồi nhá anh nhá. Hàng này thì hôm vừa rồi do vận chuyển về bên em ấy, nó cũng hơi bị chậm trễ một chút nên một số cây nó hơi bị hư. Nhưng mà định cho lên vườn trồng nhưng mà không có thời gian để trồng ấy. Hôm nay thì em lại bỏ ra để em giao lưu với các bác. Đây là dòng kiếm Thái hoa vàng, những cái bụi khủng nè. Bình thường giá trị em toàn bán trên 400 nghìn thôi. Và hôm nay thì để giá siêu ưu đãi cho các bác này. Và em sẽ giới thiệu luôn cái mặt hoa nhé, để các bác có thể là mình biết được cái mặt hoa của dòng kiếm này. Bởi vì nhiều khi các bác thích cái xem cái mặt hoa của nó. Và kiếm này thì các bác chuẩn mặt hoa cho bác luôn này. Đấy, kiếm mặt hoa của kiếm đây. Đây, vòi hoa rất là dài này. Đây là cây trưởng thành rồi. Và đảm bảo các bác là sắp tới là các bác sẽ được chơi hoa luôn nhé. Đây là cái bụi đầu tiên thì em bán với giá là 230.000. Đó, bụi này thì nó 7 lá dài, nó hơi bị cắt lá nhiều một chút nhưng mà bụi rất là to. Đấy, bán này là bán lỗ rồi đấy. 230.000. Còn những cái bụi sau này, hình số 2 này, hình số 2. Thân nó dài hơn. Đấy, loại này bụi số 2 này em bán là 270.000. Bụi số 3 cũng là một bụi to. Cũng 270.000, bụi số 3. 270.000. Mà thôi, từ bụi số 32 này, số 3 này, số 4 này, số 5 này, những cái bụi này thì em bán với giá là 250.000. Đây, kiếm đang đẻ mầm này. Bán lỗ luôn một thể nhá, các bác nhá, 250.000. Duy nhất một bụi đầu 230 ở đâu, 4 bụi sau đều 250.000. Hôm nay em bán xả luôn, bán xả lỗ luôn. Và cuối cùng thì em sẽ dành thời gian để giới thiệu những cái chậu sơn thủy tiên hàng khủng, những cái giò mà người ta thuần đã ít nhất là cũng phải đến 2 năm rồi. Và đều là những cái chậu rất là đẹp. Đây em sẽ đi từ những cái chậu mà gần em nhất. Và đây những cái chậu nhỏ, đi từ chậu nhỏ đến chậu khủng nhá. Những cái chậu sơn thủy tiên này thì thực sự là nhà vườn người ta trồng thuần vào một cái bảng. Đây, gỗ này gọi là gỗ vú sữa. Và nó ăn quá là chắc chắn vào giá thể này. Mầm miếc đang nhặt bật lên rất là nhiều. Và các bác biết rồi, cái dòng sơn thủy tiên này không phải nó chỉ ra hoa một lần. Mà một cái thân của nó có thể ra rất là nhiều ngồng hoa. Đây ạ, một mắt nụ này, 2, 3, 4, 5 một mắt nụ trên một cái thân nó cơ. Nên là hoa của nó nối tiếp nhau, nối tiếp nhau. Và nó nở hoa, chứ không phải là ra hoa rồi là cái thân đấy là thân già đâu nhá. Đấy ạ, em quay những hình như sau. Hình A7 này, em gọi đây là A7 này. Rất là nhiều thân chưa có hoa này. Đây, cái ngồng hoa này vừa rồi nó về em thì nó nở sớm nên giờ nó hơi tàn tàn rồi. Đấy, ngồng hoa rất là dài và đang lên rất là nhiều mầm này. Trời, mầm thì thôi rồi lên tua tủa. Giò A7 này em bán là 520.000. Tiếp theo giò A8. A8 là một giò nhỏ xinh và thân lùn rất là đẹp. Giò này thực sự là cũng khá là nhiều thân tơ, thân hoa. Cái này mới ra được một ngồng thôi, còn rất là nhiều ngồng khác nữa. A8 em bán là 480.000. Đó, 480.000 nhá. Đây một giò sơn thủy tiên xinh xinh đẹp luôn. Tiếp theo là A9. A9 là một giò 550.000, 550.000. Đó, đây cho các bác xem cái giò này. Hôm trước bán cái chậu nhỏ nhỏ kia 250.000, nó chỉ có một phần góc nhỏ nhỏ của cái này thôi. Còn đây là cái giò mà người ta thuần rất là di dít, rất là nhiều ngồng hoa rồi. Tí đến những cái giò khủng thì các bác nhìn cái độ hoa của nó mình chiêm ngưỡng mới mê được. A9 550.000 này. Tiếp theo là A10. A10 cũng là một giò 550.000. Đây, có một ngồng hoa đang sắp nở này. Đây, ngồng số 2 này. Đấy. Và cũng rất là nhiều ngồng khác, nó vừa tàn hai cái ngồng hoa này. Giò này 550.000 là A10 này, A10 550.000. A11, đây ạ, A11 cũng là một giò rất là đẹp. Hai cái này vừa tàn. 1 2 3 ngồng hoa sắp lên này. Đấy. 4 này. Đấy, đẹp chưa? 580.000 A11. Đây ạ, cái giò hoa đầu tiên giới thiệu luôn các bác đó chính là cái giò hoa khủng nhất của em. Đây ạ. Cái vòi hoa các bác nhìn này, nó sai hoa đến như vậy này. Ra cái sơn thủy tiên nhá, các bác đừng nhầm lẫn với hoàng lạp. Bởi vì cái hoàng lạp thì hoa nó bé hơn, nó không được dày cánh như thế này đâu. Và chùm hoa này nó dài, nó không như hôm rồi cái hoàng lạp có một cái chùm hoa mà nhà em nở cái chậu ấy. Nó ngắn, nó chỉ ngắn tròn thế này thôi, chứ nó không dài nhiều bông như vậy. Đây là sơn thủy tiên. Và nếu mà có cái họng đen thì giá trị của nó, cái giò này nó toàn tiền triệu rồi, chứ không có giá tiền trăm như vậy đâu. Cái này thì có tầm 1, 2, 3, 4 4 bông hiện tại đang nở hơi to. 1, 2, 3 3 bông này nó hơi nhỏ này. Còn đâu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái ngò, 8 và đây là 9 này.
chín cái ngọng hoa, hiện tại thì đang hơi nhú này. Dề này quá là siêu khủng luôn. Dề này em bán là 850.000. Cái dề Sơn Thủy Tiên, à giò Sơn Thủy Tiên A15. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16 ngọng hoa nhá. 16 ngọng hoa, 850.000, A15. Tiếp theo là giò A14. Giò này thì có một ngọng hoa này, đang nở hoa này. Hai ngọng đang nở hoa này. 3, 4, ô ngọng này bị gãy rồi, tiếc quá. Không sao, 1, 2, 3, 3 ngọng đang chuẩn bị hoa. Đấy, giò này em bán là 620.000, A14, 620.000. Ngọng hoa rất là dài nhá. Tiếp theo là dề A2 này. Dề A2 là một dề 680.000, gồm có 2 này, 2 ngọng hoa mới chớm nở này, 3 ngọng hoa chớm nở này, 1, 4 này, 5, 6, 7, 8, 8 ngọng hoa. Đấy, những cái ngọng hoa này đang chuẩn bị lên này. Và rất là nhiều mắt nụ nữa đang chưa nở nhá. A2 này em bán với giá là 680.000. Tiếp theo là giò A3. Giò A3 thì có một ngồng đang nở. Úi dồi ôi, vòi hoa thì thôi rồi, nhiều dài lắm cơ. Còn đâu là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ngồng hoa đang chưa nở này. Giò này em bán với giá là 700.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ngòi hoa chưa nở và một vòi hoa nở rất là dài này. Chùm hoa thì thôi rồi các bạn, 700.000 giò A3 nhé. Và đây là giò A4 ạ. Giò A4 thì có 1, 2, 3, 4 ngồng vừa mới nở này. Đó. Nhưng mà rất là nhiều mắt nụ chưa nở nhá. Đây là có một ngồng chưa hoa này. Đây cái này, các bác nhìn này, rất là nhiều mắt nụ chưa nở. Đây mới nở một vòi thôi. Đây sau này nó nở nhiều vòi này. 1, 2, 3, 4. 4 ngồng hiện tại đang hơi nhú nhú. Sắp tới là sẽ được chơi hoa luôn. Giò này gọi là giò A4. Em bán là 730.000. 730.000 giò A4 nhá. Và tiếp theo đây là giò A12 ạ. Giò A12 em bán là 700.000 nhá. Có một ngồng hoa vừa tàn hoa rồi này, còn đâu đó thì bắt đầu nở hoa với có một ngồng này. 2 3 4 5 6. 6 ngồng đang chuẩn bị nở nhá các nhá. 700.000. Giò này là giò A12. 700.000. Rất là to và đẹp. Và tiếp theo đây là giò A13. Giò A13 có một ngồng này. Hai ngồng, một ngồng đang hoa này. Hai ngồng, ba ngồng, bốn ngồng, 1 2 3. 4 ngồng và có 5 ngồng đang hoa, 2 ngồng vừa tàn. Đấy, và một cái mắt nụ của nó thì nhiều, nhiều mắt hoa lắm nhá các nhá. Giò này em bán là 750. Đây giò này rất là đẹp. Đây, đây thân tơ đang mọc lên này. 750, giò này giò A10 mấy? A13. A13 750. Và tiếp theo đây là giò A6 ạ. Đây ạ, nhiều thân nụ mập rất là đẹp và đang lên mầm này. Đó. Giò A6 này có một ngồng hoa dài, ngồng này thì vừa tàn hoa rồi và các bác sẽ đợi những cái ngồng kia nhá. A6 này em bán 550, 550 cái giò A6 này. Và hôm nay thì những cái mặt hàng mà em vừa quay là những mặt hàng hiện tại nhé em có. Ngày mai thì về sẽ rất là nhiều những mặt hàng Tây Bắc nữa nhá. Rất là mong sẽ nhận được sự quan tâm của tất cả các bác. Và những giò Sơn Thủy Tiên khủng như vậy thực sự là người ta phải kỳ công, người ta phải mất thời gian rất là lâu để có thể chăm được một cái giò lan đẹp như vậy. Đó. Sơn Thủy Tiên rất là đẹp,